Xin gửi lời kính chào, lời kính chúc sức khỏe và lời cảm ơn đến toàn thể các ông bà, các cô chú, các anh chị đang quay trở lại với thước phim tiếp theo của kênh Chuộc Sống Tây Bắc. Hiện tại Ngân đang có mặt trên nhà của cháu Quý. Trong ngày hôm nay thì anh em đang triển khai là chát nốt cái tường ở phía sau, như vậy là cũng sắp gần hoàn thành trọn vẹn cái phần mà chát tường trong ngôi nhà rồi ông bà cô chú ạ. Ngày hôm qua thì anh em có đi hoàn thành cái đường dây điện rồi, như vậy là trên công trình của nhà cháu Quý và người mẹ khờ của mình thì đã đến những cái phần cuối cùng để có thể là dọn về sinh sống được rồi. Ngân rất là tha thiết và kính mong sẽ nhận được sự giúp đỡ yêu thương của các ông bà, các cô chú đối với trường hợp của mẹ con cháu Quý để lại tiếp tục hoàn thiện những cái hạng mục tiếp theo, ví dụ như là có thể là lát được đá không, hoặc là có thể là làm cửa được không, thì mong quý ông bà cô chú các anh chị là giúp cháu thêm một chút nữa để Ngân có cái điều kiện hoàn thành cho cháu. Bây giờ thì kính mời các ông bà các cô chú sẽ cùng đồng hành với video tiếp theo này của kênh Cuộc Sống Tây Bắc. Ngân xin một lần nữa gửi lời cảm ơn chân thành. Ô, gần xong mà chú Thùy nhờ. Vâng, vậy là phía sau này thì gần hoàn thiện rồi còn gì nữa. Nhanh quá nhỉ. Ủa, bên này thì xong hết rồi đấy. Đấy, hôm qua thì anh em một số anh em thì làm cái bức tường bên phía này, một số anh em thì đi đường cái dây điện thì đã hoàn thiện rồi. Nhìn chưa hoàn thành trọn vẹn đâu màu chúa, nhưng mà nhìn ngôi nhà rất là đẹp rồi. Đấy, cửa sổ thì chỗ này anh em cũng đã làm cái mép nó vuông vắn và đẹp hết rồi còn gì nữa. Bây giờ chỉ còn này làm hàn chắn xong. Chắn xong thì Ngân có mua cây sắt về đây rồi, thì anh em sẽ hàn và gắn vào đây thì nó sẽ thành cái căn xong thôi. Còn phần cửa thì chưa có. Trong nhà thì điện sáng trưng. Xin chào nhá. À, làm nốt cái điện cửa. Chào chú Thông nhá. Ui, bóng điện hai bên này sáng chói luôn nhỉ. Sáng hơn ban ngày. Mai tôn nó cũng sáng, nó phản xuống nữa nhỉ. Nhìn sáng thế. Sắp xong cái tròn vẹn cái phần chát tường này còn gì nữa. Làm cái viền cửa nên là xong đấy chứ. Sắp vuông vắn đẹp hết rồi. Làm thật sự là rất là nhanh luôn, vừa làm vừa chờ, nhưng mà cũng đến thời điểm này là cũng gần là hoàn thiện rồi. Cháu Quý đây rồi, đang dọn dẹp. Quý ơi, rồi đang giúp chị à? Ừ. Đây, dọn dẹp thu dọn dần đi thôi, cái này đâu còn dùng đến nữa đâu. Chú Thùy nhỉ, mấy cái này là xong hết rồi đấy chứ? Đấy, ván để riêng ra, còn cây để riêng ra. Để mình trả. Đúng rồi, ván đấy là ván của nhà mình. Còn xem tấm nào mà nên cửa không, để tí nữa rửa đi làm cửa. Đúng rồi. Đấy, mấy tấm kia khéo mà còn nên cửa chứ. Chỗ tay của mến này. Đóng vài tấm thì cũng để được cái cửa sổ. Mưa bác hiện tượng ấy nhỉ, thấy ấm u mà nó nóng oi oi kiểu nào ấy. Tôi nghĩ là trước khi nó rét đậm rét hại là bắt đầu nó lại nóng lên như này và nó lại mưa đấy. Báo dự báo thời tiết là chuẩn bị là tăng cường rét mà. Khả năng lại một hai hôm nữa là có khi qua đến nay thôi, là mai là khi lại rét rồi. Mặc dù mà chưa hoàn thành trọn vẹn được cho cháu Quý, nhưng mà đến thời điểm này là cũng đủ để che nắng che mưa này, là cũng rất là mừng rồi. Và như thế này là cũng đỡ gánh nặng, đỡ lo được một phần rồi, để cháu với mẹ của cháu kể cả như ngày mai mà có mưa mà có tạm nghỉ thì cũng có thể là về trên này trải chiếu cho mình ở tạm được.
đấy, coi đây là trả người ta đấy. Thế nào, bế phốt quý đào thế nào, lên đâu rồi, xong chưa? Ôi, đã xong đâu, cái này vẫn còn phải đào đấy, vừa được có cho là nửa đi. Rồi, giữ giàn giáo thôi, còn mũi chân móng thôi. Đó. Và chỗ quý thì cũng rất là siêng năng, hôm nào mà không đi học thì phụ các bác các chú mọi thứ công việc luôn. Cái đấy ván nhà mình đấy, không cần phải trả cái ván đấy, để lại sau này tận dụng làm cái gì thì làm. Cảm giác như là quý sắp ốm ấy, đúng không? Dạ. Xù xì tả. Dạ vâng ạ. Thay đổi thời tiết. Dạ. Chuẩn bị là mưa đấy. Dạ. Nếu mà có mưa nhỉ, thì lên ở tạm trên nhà được rồi. Dạ. Kín đáo rồi, có điện rồi. Dạ. Chỉ còn mỗi là nước lại chưa có này. Dạ. Với lại cái nền nhà cũng chưa có, cửa chưa có thôi. Nhưng mà ở một cái góc nào đấy thì Trung Ân nghĩ là nó vẫn sẽ rất là ấm hơn dưới cái nhà cũ của cháu. Dạ, rất là nhiều. Nhà bên kia thì bây giờ là tháo dỡ đi rách tả tơi. Đúng không? Dạ. Hôm mai nó mưa là đào khó đào đấy, tranh chú đào được từng nào thì càng tốt. Dạ. Nếu có cái vàng, hú gì ở dưới kia kho báu hay không nhá? Hú vàng thôi. Quý là một đứa trẻ sự rất là siêng năng và cũng rất là may mắn là ông trời cũng phú cho cháu được cái sức khỏe để cháu làm được những cái công việc lao động chân tay như thế này, làm cho đỡ đần cho mẹ và thậm chí là sau này là nuôi dưỡng mẹ. Cũng may là cái đất chỗ này nó mềm đấy, không rắn mấy. Nhưng mà không đào đi là đêm nay nó mưa là ngày mai nó bê bét rồi là đào khó. Sáng rồi mưa vây rồi đấy. Đấy. Qua đêm nay khéo là mai là mưa rồi. Mệt chưa? Dạ mệt chưa ạ. Mùa đông mà làm mà chảy mồ hôi thế này là mệt đấy. Thôi cố gắng còn vài hôm nữa thôi. Đi được đường nước này nữa. Đi đường nước thì cũng không tốn kém lắm, bởi vì là chỉ có mua cái phần ống nước thôi. Và xoay bể phốt này thì Ngân cũng có lấy gạch rồi, xi còn sẵn. Chỉ còn mỗi cái phần quan trọng nhất là trong nhà vệ sinh thì những cái thiết bị thì mình cũng có để mình đấu luôn vào. Mệt thì lên, hai cậu cháu tăng ca thay ca nhau. Xong thì đào đất thì cũng mệt lắm. Thế lại chúng ta lên trên này uống nước. Đấy, đi lên trên này uống nước đi. Để cho cậu làm cho, lại đổi nhau. Bên này anh em đợi nó khô thì mới làm tiếp. Nay bên nhà hàng xóm làm cái gì mà nghe nhạc vui vẻ thế nhỉ? Nghe hàng xóm trên phường. À, đóng hội đóng phường đấy à em? Vâng. À. Thế là ăn xong là liên hoan văn nghệ. Chả trách gì nãy từ nãy giờ nghe ầm ầm nhạc không biết là cái chương trình gì. Hóa ra là thế. Cái này mai mốt đốt bếp củi mà. Để cơ bản là từ cái kiểu thế này nó cũng phải có một cái góc để đốt bếp củi, lợp bằng cái gì cũng thế. Vâng, hết cái góc này để mua tầm mấy tấm proto xi măng lên lợp thấp thấp đây, làm cây cũng được. Nếu mà không còn gạch thì mình làm cây, mình lợp lên, chống lên. Vâng.
cho nên là chắc chắn là chỗ này là sẽ là cái bếp củi. Nay là xong đào bể phốt đấy nhỉ. Đúng rồi. Thế làm ba ngăn. Ừ. Ngăn ngăn bên trên là cái ngăn kia là phải ngăn to hơn. Ừ. Xong là nó chảy sang nước vào đây. Đúng rồi. Xong là nó sang bên lọc của chúng góc này. Thế. Thoát ở đây. Ừ. Thoát ở đây. Đấy. À, đào bao nhiêu em nói là đào bao nhiêu? Cái này em đang tính cho phải cao khoảng 1m2. 1m2. Còn nắp lên là tầm 1m3. Ờ. Vì cái này mình phải chất nổi hơn mặt đất này tí để mình thoát nước mà. Đúng rồi. Không làm sao thoát được nước thải ra. Ê chú ông cháu chú bảo 22. Bắc thang. Chú bảo làm cái cần cổ và cổ đất lên. Hôm nay ở trên này nhà ổn quá thật. Xuống với nhà cháu Quý đang xuống băm cây chuối này để nói chuyện với cháu một tí luôn. Tại vì trên này hôm nay cái nhà hàng xóm là mở nhạc ổn quá ông bà cô chú ạ. Sợ nó ảnh hưởng đến chất lượng video thì mong ông bà cô chú cũng hết sức là thông cảm. Bởi vì là họ cũng không phải là ngày nào cũng thế mà có cái dịp thì người ta mới mở vui thôi. Thế người sẽ về với nhà cậu mợ của cháu. Cháu Quý đang băm cây chuối trên này. À, về thầm lặng đấy nhỉ. Ở trên kia cái nhà nó ồn quá. Chú về thế này để trò chuyện một tí nữa. Các chú các ba cứ làm trên kia thôi. Mợ đi làm gì? Ra vườn à? Cháu cũng không biết mẹ nè. Ồ, cây chuối này chúng con thấy là mềm này, dễ thái này, có nhiều nước này, gà ăn sẽ thích ăn hơn đấy. Có ngô rồi nhưng mà vẫn phải thái cây chuối vào thêm, không một mình ngô cũng tốn lắm. Mong là mấy cái cô cái hôm trước cái nhà mà đám cưới ấy, dạ, bảo là muốn gà 60 con này quay lại lấy đi thì thôi đỡ phải chăm. Dạ. Lứa này ấy, đúng không? Dạ. Ừ, cũng già tuổi rồi đấy. Lứa sau thì mình có kinh nghiệm hơn rồi thì mình sẽ làm tốt hơn cho nó lớn nhanh hơn. Còn bây giờ thì chúng ngân nghĩ là suốt đi được rồi. Dạ. Cho ăn từ hôm giờ cũng cả 8-9 ngày rồi. Dạ. Nhưng mà cũng chưa thấy nó tăng lên thêm lạng nào. Cũng kém đấy chứ, đúng không? Dạ vâng ạ. Thế này, dạ. Có lẽ là chú Ngân ấy sẽ làm nốt là cái phần mà chắt tường cho nhà cháu vào ngày mai nữa. Đấy, ngày mai là có lẽ là sẽ hoàn thành cái phần chắt tường rồi. Dạ. Thì chú sẽ lại tạm dừng vài hôm nhé. Dạ. Biết là cháu cũng mong mỏi đấy, nhưng chú dừng là một phần là thứ nhất là lên để hỗ trợ cho em Giang ở trên đấy cũng đang dở dang, cũng đang mong trông lắm. Nhưng cái quan trọng nhất nữa là chú cũng muốn là dừng mấy hôm để chờ thêm cái xem có cái sự giúp đỡ của ông bà hay không đã. Đấy, thật sự là chú cũng không muốn dừng đâu, muốn là tráng cái nền xi măng cho cháu luôn ngay, rồi đóng cái ván bằng cây ngay đấy, lập tức đấy. Nhưng để làm có cửa đấy, nhưng mà tạm thời là chú cũng cố để chờ thêm một vài hôm để xem như thế nào. Bởi vì nếu mà làm bằng cái đấy thì cũng được thôi. Chắc là như có căn nhà này là với chú thì cũng nghĩ là nó rất là tốt so với hai mẹ con của cháu từ trước rồi. Nhưng chú cũng muốn là chờ thêm một vài hôm nữa. Cái này là chờ là không phải là mình đòi hỏi ông bà, mà là chờ để hy vọng thêm để có chú. Bởi vì chú cũng muốn là cái gì nó được nó tốt đẹp hơn cho cháu thế thôi, để nó lâu dài thế thôi. Chứ vài hôm nữa mà không có thì quay lại thì chú sẽ tráng nền xi măng với lại cho các bác thợ là dỡ cái ván ở bên cái ván cũ kia, cái nhà cũ kia xong là mình đóng tạm để mình ở nhé. Dạ vâng ạ. Thì cháu có suy nghĩ điều gì không? Dạ, cháu cũng mong là được về nhà mới ở chú ạ. Nhưng mà các chú các bác giúp đỡ thì đến đâu ai đến đấy thôi ạ.
đấy cũng tùy thuộc vào các ông bà giúp đỡ nữa ạ. Cháu chưa từng nghĩ là cháu sẽ được dọn về căn nhà mới đẹp như thế. Thì các ông bà giúp đỡ cháu được có nhà mới để cháu về ở lúc nào thì tùy thôi chú ạ. Thế thì cố gắng chờ thêm một thời gian xem như thế nào nhé. Bây giờ thì cũng còn nhiều cái hạng mục lắm. Ví dụ như làm điện được có rồi này. Bây giờ còn phải làm đường nước, làm bể phốt, làm nhà vệ sinh, rồi làm nền, làm cửa. Đấy cũng còn khá là nhiều cái công đoạn để mà dùng đến chi phí, đến cái kinh phí. Nên là chú cũng phải nói trước là cũng còn thiếu rất là nhiều. Nhưng chú cũng sẽ cố gắng là trở lại sớm thôi. Nhưng mà có thể là hết ngày mai nữa. Ngày mai thì các bác sẽ chắn nốt cái phần tường ở phía trước để cho nó hoàn thành trọn vẹn cái phần tường cho mẹ con cháu nhé. Dạ vâng ạ. Thế hôm nay thái từng này thôi à? Dạ vâng ạ. Cho ý ăn ít vừa vừa thôi, chủ yếu là ăn ngô nữa đúng không? Dạ. Cái nhà của cậu mợ cháu này thì ban đêm ngủ nếu mà thời tiết mà lạnh thì cũng lạnh lắm đúng không? Bởi vì là chú Ngân thấy nó cũng nói thật là nói ra thì cũng hơi chạnh lòng, nhưng mà cũng thấy rách nát quá nhỉ. Dạ. Cũng thấy hỏng hết rồi, như đằng sau cháu này vách nhỉ, cũng tan hoang nên gió cái này mà đêm tối mà mùa đông mà nó lùa vào thì lạnh lắm đúng không? Dạ. Từ cái vách xong rồi đến những cái sàn nhà này chú Ngân thấy cũng hỏng hết rồi còn gì nữa. Đấy. Dạ. Cậu mợ thì của cháu thì cũng bệnh tật cho nên là cũng nhà cửa thì cũng còn rất là khó khăn. Đấy, như những cái này thì nếu mà ban đêm mà ngủ mà nó lùa lên thì lạnh lắm mùa đông ấy. Đệm thì các cháu thì chưa có đệm, toàn ngủ bằng những cái chiếu như thế này. Chiếu như này ngủ thì lạnh lắm. Bên ngoài cửa sổ thì cũng hở hang. Trên nhà những cái nóc nhà cũng hở như thế này, cho nên là thật sự là rất là lạnh nếu cái mùa đông. Cũng mong là sớm được cái bàn giao cho cháu ở. Chú ơi, cháu nghe chú nói thế cháu cũng lo chú ạ. Lo như thế nào? Cháu có ý này chú ạ. Nếu mà đàn gà cháu bán hết được ấy, thì một phần là cháu sẽ đi trả tiền cám. Vì lúc trước cháu không có tiền, cháu đi chịu người ta chú ạ. Bao nhiêu rồi, tiền cám hay bao nhiêu rồi? Bây giờ tính ra mấy bao? Gần 2 triệu rồi. Gần 2 triệu tiền cám rồi. Dạ. Còn một phần thì cháu để dành đóng tiền học. Vì năm nay cuối cấp thì cháu cũng có nhiều cái khoản để nộp cho ạ. Nếu mà còn dư thì cháu có thể góp và đưa cho chú để chú mua đá lát nền cho nhà cháu được không ạ? Dạ. Thôi chú hiểu cái thành ý của cháu rồi. Dạ. Nhưng mà ra được bao nhiêu tiền đây? Bây giờ để tiền cám là gần 2 triệu rồi. Dạ. Tiền học của cháu nữa. Dạ. Nhưng mà thôi để chú tính toán sau nhé. Còn gà thì trước mắt nếu mà may mắn mà bán được thì cháu cứ để dành như thế đã. Dạ. Để đóng thứ nhất là trả tiền cám người ta đi. Dạ. Khỏi người ta nói cho. Người ta có lấy lãi không? Dạ không chú. Không lấy lãi đâu đúng không? Dạ. Thế thì tốt rồi. Vậy là trả tiền cám đi. Xong rồi sau này mình nuôi tới sau thì mình còn có thể chịu được người ta. Khi mà không có không thì người ta lại nói mình mất uy tín là người ta không cho chịu đâu. Dạ. Đây còn một phần là cháu cứ giữ lại trong người đã. Dạ. Đóng tiền học cái gì đấy nhá. Dạ. Còn chú cái đấy thì chú sẽ không, trước mắt là chú sẽ không dùng một cái khoản tiền nuôi gà của cháu. Bởi vì là cháu còn nhiều cái phải lo cho cuộc sống, rồi mẹ nhiều khi bệnh tật ốm đau, rồi tiền ăn, rồi tiền điện nước này kia đủ thứ hàng tháng này nhé. Dạ. Thôi tạm thời thôi, cứ không phải lo cái đấy đâu. Dạ. Để chú tính đã nhé. Dạ, vâng.
cháu cũng không đòi hỏi gì đâu chú ạ. Thì cháu cũng có ý như vậy thôi chú ạ. Thì các ông bà giúp đỡ như nào thì cháu cũng biết vậy thôi. Rồi, cháu làm nốt đi nhé. Dạ. Chú xuống kia để xem các bác các chú làm như nào nhé. Dạ vâng ạ. Nghe cháu Quy tâm sự như vậy cũng rất là tội ông bà của chú ạ. Thì thôi, cứ từ từ sắp xếp cho cháu dần dần vậy thôi. Xuống đây để xem anh em làm đến đâu này. Có ăn có đào được không? Gì muốn đào đất à? Có ăn đào được không? Ui, có béo. Vậy là nốt chỗ này là còn ngày mai là chuyển qua đằng đầu này là phía mặt tiền này là xong đấy chú Thủy nhỉ? Dứt điểm là xong. Dứt điểm là ngày mai này sẽ xong phần chát tường đấy nhỉ? Không có chân tường mà chát nữa đâu. Không có tường đâu, chỉ có chờ và xem gạch có vùng hay là được ốp xong bắt đầu là đổ cái là bắt đầu chiều mới thay được. Vâng. Vâng. Phía sau này đã hoàn thành trọn vẹn phần chát tường rồi. Bên này cũng thế. Thật sự rất là biết ơn sự giúp đỡ của các ông bà các cô chú rất là nhiều để cho cháu Quý là đến thời điểm như này là có những cái mà đổi thay rất là lớn, mặc dù là ngôi nhà chưa được hoàn thiện như ông bà cô chú thấy đấy, ngôi nhà trước đây là như thế này, ngôi nhà nó không đúng nghĩa một chút nào bởi vì là sụp sệ siêu vẹo rồi, gạch trên gạch dưới nó chỉ là được căng bằng những cái tấm bạt như thế này. Sau một thời gian được ông bà cô chú các anh chị giúp đỡ thì nhà của cháu đã có được những cái sự đổi thay như thế này rồi, mặc dù là chưa được hoàn thiện trọn vẹn nhưng đã đủ để che nắng che mưa rồi, hơn cả một giấc mơ luôn ông bà của chú ạ. Nốt cái này chắc là phải nghỉ đấy nhỉ, không tối đấy. Chát tường cá bên dưới này là quá là kỹ. Cháu mình vào trong này đi, một vừa lượt cái phòng nữa là chú cũng phải tạm dừng video thôi. Bởi vì hôm nay nhiều tiếng ồn quá. Bên nhà hàng xóm thì không biết người ta làm gì, nghe tiếng máy ầm ầm này. Rồi cháu cài cái này vào người đi. Rồi đi, chú cháu mình đi một lượt căn phòng này. Còn nốt ngày mai nữa là xong cái phần chát tường rồi. Dạ vâng ạ. Đấy là sẽ hoàn thiện luôn. Còn những cái cửa như là cái cửa phòng của cháu này, đúng không? Dạ. Rồi kể cả bên cái cửa sổ này thì các chú các bác cũng là hoàn thiện hết rồi đấy. Dạ. Đấy, bên trong này cũng vậy này. Đấy, những cái cửa chính của cái phòng ngủ này này. Dạ. Rồi kể cả cửa sổ bên kia thì cũng hoàn thiện rồi. Dạ. Xong rồi. Còn chú thì chú đang làm cái phần của cái ô này nữa. Mai mốt là nấu nướng cái gì là vừa ngước đầu ra nhìn đây nhỉ chú Thông nhỉ. Vừa nhìn ra phía sau nhà quan sát. Chú nếu mà có làm lợp cái nhà bếp mà nấu củi ấy sẽ làm thấp thôi. Dạ. Cái mái nó chỉ làm bên dưới cái này để đủ chui ra chui vào thôi. Dạ. Như thế là cũng khỏi che mất cái ô này, nó mất tác dụng đi. Dạ. Mà bếp củi lên nó sẽ khói vào trong nhà. Cho nên là sẽ không để nó liên quan đến trong nhà này nhá. Dạ vâng. Dạ vâng ạ, thưa ông bà, thưa cô chú, anh chị cùng các bạn. Bởi vì là hôm nay thì bên nhà hàng xóm họ cũng đang làm cái công trình cho nên là tiếng máy nó ồn ào quá, Ngân cũng không tiện để chia sẻ nhiều. Cho nên là cũng đến thời lượng này thì cũng sẽ kết thúc tại đây thôi ông bà cô chú ạ. Rất là cảm ơn sự giúp đỡ của ông bà cô chú và ao ước rằng sẽ nhận được thêm những cái sự giúp đỡ để công trình của nhà cháu Quý là sẽ không bị tạm ngưng ngày nào. Cháu Quý chào ông bà đi, trong ngày chú cháu mình khép video đây nhé. Cháu xin cảm ơn sự giúp đỡ của các ông bà. Chúc các ông bà, các cô chú có thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc trong cuộc sống ạ. Chú cháu xin kính chào.